Sau đây là chuyên mục 1001 nỗi khổ của người làm slide. Thì giời, làm slide dễ mà. Đang chuẩn bị tan làm thì sếp bảo vẽ cho anh quá trình hình thành công ty. Nếu bạn có đang loay hoay làm sơ đồ, chèn từng mốc thời gian một thì đừng hỏi tại sao làm slide lại khổ nhá. Lại đây, để mình cho bạn một mẹo 10 giây là xong liền này. Đầu tiên, sau khi viết xong lần lượt các sự kiện, các bạn hãy ấn tab vào phần nội dung sự kiện như thế này. Tiếp theo thì hãy bôi đen toàn bộ nội dung này, chọn vào Convert to Smart Art ở đây. Sau đó chọn biểu tượng dấu mũi tên, thế là mọi người đã có một sơ đồ rồi. Và để làm cho hình ảnh thêm thu hút thì bạn hãy bấm vào Smart Art Design này để chọn các kiểu mình thích nữa nhé. Vậy là hoàn thành rồi đấy. Làm slide khó, có đài tin học lo. Follow ngay để biết thêm những mẹo tin học văn phòng hay nhé.